vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Kim Thảo. Anh Vũ ơi, ngày hôm nay em có việc phải nhờ anh một tí xíu được không anh? Anh tư vấn cho em một món ăn được không anh? Rồi, tư vấn món ăn đó là cái nhiệm vụ và đó cũng là cái niềm vui của anh mà, cũng như các anh chị em đầu bếp trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình. Anh Vũ biết sao không? Vừa rồi bố mẹ em đi Vũng Tàu chơi, mua được mấy ký ghẹ tươi ngon dữ lắm luôn á. Mà nhà em toàn là ăn ghẹ hấp hoặc là ghẹ luộc không à. Bây giờ muốn đổi món cho nó ngon, cho nó đặc biệt lạ miệng một tí, anh Vũ chỉ em một món nào đó cho nó hay hay đi. Sẵn sàng thôi. Và không những cái món này là em sẽ được là hai món trong một luôn đó. Hai món trong một luôn là sao anh? Tức là em sẽ được có ăn thưởng thức món ghẹ luộc nè. Và em có thêm một món lẩu nữa. À, vậy là anh sẽ chỉ em làm lẩu từ ghẹ. Chính xác. Thưa quý vị, món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là lẩu ghẹ tiêu xanh. Thưa các bạn, một nồi lẩu ghẹ tiêu xanh chúng ta cần có hai con ghẹ khoảng 500g, 500g rau mồng tơi, một trái mướp hương, nấm đùi gà, nấm bầu ngư, nấm rơm, 50g tiêu xanh, hành tím cắt lát, dầu ăn và một gia vị không thể thiếu, đó là ajiwit, gia vị nêm sẵn, lẩu thập cẩm. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho Kim Thảo cũng như quý vị khán giả cách sơ chế ghẹ cũng như là cua nha các bạn nha. Con ghẹ ha, chúng ta trước tiên chúng ta sẽ chặt ghẹ làm đôi. Anh sẽ tách bỏ mai, cái phần đất dơ nè, anh sẽ bỏ qua một bên. Rồi, mình để ở đây chút xíu, anh sẽ đi rửa sạch lại. Dạ rồi. Rồi. Nhìn anh Vũ làm thì cũng hình dung được tí tí rồi đó. Nhưng mà anh Vũ có thể phiền lòng nhắc lại cho em một lần nữa được không? Rất là dễ Kim Thảo, cũng như các bạn cũng lưu ý, trước tiên là ghẹ chúng ta rửa sạch trước nè. Sau đó chúng ta chặt làm đôi, tách bỏ yếm, rồi chúng ta đi rửa lại một lần nữa. Đó, để cho ghẹ được sạch và không có mùi hôi cho món lẩu của mình. Em cảm ơn anh Vũ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là chúng ta sẽ rửa sạch ghẹ, sau đó tách ghẹ làm đôi và nhớ là bỏ yếm ghẹ đi. Và cuối cùng thì rửa ghẹ sạch lại một lần nữa để khử bỏ được mùi hôi của ghẹ. Kế tiếp, chúng ta sẽ cắt bỏ những cái phần chân. Cuối cùng, anh chặt những cái phần ghẹ để tách rồi, cho làm đôi tiếp. Dạ. Đó. Chúng ta đã sơ chế xong phần ghẹ, bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp cái phần rau củ quả này. Nấm rơm đây là anh đã ngâm trong nước muối pha loãng, sau đó anh rửa sạch. Và bây giờ anh cắt ở phần đầu nấm hình chữ thập như vậy. Đây là nấm bầu ngư. Đối với nấm thì để trong không bị mất cái nhiều chất dinh dưỡng thì chúng ta nên rửa sạch nấm dưới cái vòi nước lạnh như vậy thôi. Và anh cắt bỏ cái phần gốc, cái phần chân đi. Đối với nấm đùi gà này chúng ta cắt đôi theo chiều dọc như vậy. Và chúng ta cắt lát xéo lại, có miếng vừa ăn. Và mướp hương chúng ta sẽ cắt đôi cũng theo chiều dọc vậy. Và chúng ta cắt dày hơn nấm đùi gà một chút xíu. Rồi, rồi chúng ta sẽ cho ra dĩa. Dạ. Các bạn lưu ý, đối với một nồi lẩu thì chúng ta cần khoảng 50g tiêu xanh là vừa nha. Và bây giờ anh sẽ chừa lại hai nhánh để tí xíu anh trang trí thôi. Và còn lại anh sẽ đập dập tiêu xanh. Thưa các bạn, chúng ta cho tiêu xanh vào trong túi ni lông như vậy. Khi đập, tiêu xanh sẽ không bị văng ra ngoài. Dạ. Đó, chúng ta đập nhẹ nhẹ như vậy thôi. Dạ, đúng rồi. Là đơn giản đúng không nào? Dạ. Rồi, anh để qua một bên. Bây giờ tất cả nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong. Bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn là chế biến. Đúng vậy, em nổi lửa lên giúp anh. Rồi, anh cho vào đây khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn ha. Dạ. Bây giờ dầu trên chảo chúng ta đã nóng rồi. Bây giờ sẽ cho hành tím. Ở đây là khoảng 4 củ hành tím cắt lát nha các bạn. Dạ. Và anh cho tiêu xanh đã đập dập như vậy vào xào luôn. Đối với món lẩu này, nếu chúng ta mà khi mà để cho hành tím vàng hay là cái tiêu xanh chúng ta bị ngã màu á, thì cái nồi lẩu chúng ta không còn mùi thơm của ghẹ nữa hay những mùi thơm, những cái gia vị khác nữa. Chúng ta vừa xào cho vừa dậy mùi thơm thôi. Dạ. Đó là chúng ta sẽ cho nước vào liền nha. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là phi hành tím với tiêu xanh cho dậy mùi lên, sau đó mới cho nước vào để nồi lẩu của chúng ta được thơm ngon hơn nha quý vị. Bây giờ sau khi nước sôi, anh sẽ cho nấm rơm vào trước. Dạ. Như vậy. Và anh sẽ cho ghẹ vào luôn. Mà anh Vũ ơi, em thấy hồi nãy lúc mà phần anh giới thiệu nguyên liệu á, em không có thấy gia vị gì hết trơn. Bí quyết ha, để cho món lẩu chúng ta được ngon và chúng ta rất là tiện lợi khi chúng ta nêm nếm, chỉ cần một gói ajiwit gia vị nêm sẵn lẩu thập cẩm này, chúng ta cho vào 1,5 lít nước là chúng ta sẽ có ngay một nồi lẩu rất là tuyệt vời. Chúng ta cho một gói ajiwit gia vị nêm sẵn lẩu thập cẩm vào nha. Thế là món lẩu chúng ta đã xong rồi, rất là đơn giản. Đây, anh sẽ cho vào đây một ít rau như vậy ha. Bây giờ anh sẽ cho rồi sang trong cái nồi lẩu nhỏ như vậy. Dạ. Đó, như vậy ha.
cho hai cái nhánh tiêu khi nãy vào đây. Đầy đủ đàng hoàng cho em ha, ghẹ rau nè ha, nấm nè ha. Dạ. Đây, anh mời em. Em cảm ơn Vũ. Anh Vũ ơi, em nói về nước lẩu trước nha. Rồi. Nước lẩu thì em thấy là vị đậm đà nè, rất là ngon miệng luôn. Đặc biệt là vị ngọt thanh, rất là dễ ăn. À, bên cạnh đó thì em nghe thơm thơm mùi ghẹ nữa. Và có mùi tiêu xanh rất là thơm luôn quý vị à. Nhưng mà anh Vũ, sao mà hay dữ vậy ta? Không có cần cân đong đo đếm gì hết. Chỉ cần một gói Aziquick, gia vị nêm sẵn lẩu thập cẩm là chúng ta đã có một nồi nước lẩu rất là ngon như vậy rồi. Đúng vậy. Ghẹ thì rất là tươi luôn. Thịt thì vẫn còn cái độ dai dai, ngọt ơi là ngọt. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng với mùa hè đến gần như thế này, quý vị sẽ có những trải nghiệm thật vui với những món ăn thật là ngon. Hãy chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời ấy đến cho chương trình theo địa chỉ là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Và quý vị cũng có thể truy cập vào trang web chính thức của chương trình để có thể xem lại món ăn ngày hôm nay và những món ăn của những ngày trước nữa. Đó là món ngon mỗi ngày.com, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.